Chị đã quay trở lại với thị trấn Địa Trung Hải. Chúng ta đang được nhìn những hình ảnh về tiến độ thực tế Shop House Center tại Sun Grand City Hillside Residence với cái vị trí đắc địa trong hệ sinh thái đồng bộ kiến trúc thời thượng và quyền pháp lý sở hữu lâu dài. Shop House Center thì tọa lạc tại thị trấn Địa Trung Hải, phường An Thới, Nam Phú Quốc. Đây là một trong những cái điểm được quy hoạch trọng điểm để phục vụ cho du lịch, dịch vụ. Lợi thế này thì giúp mở ra cơ hội kinh doanh đa dạng cho các chủ nhân Shop House Center. Với góc view từ trên màn hình thì chúng ta đang được nhìn góc view trực tiếp từ tầng thượng của những căn Shop House Center trục đường Taormina và trục đường Milan. Sẽ view toàn bộ những công trình nghìn tỷ phía dưới. Đây là trục đường Taormina. Phía giữa này chúng ta có trục đường Milan. Nhà đầu tư cũng đặt niềm tin khi Phú Quốc của chúng ta đã khôi phục đường bay và áp dụng hộ chiếu vaccine đón khách từ tháng 11 vừa qua. Đó chính là những động lực để những nhà đầu tư sẵn sàng đồng hành với tập đoàn Sun Group xây dựng lên một trong những thủ phủ du lịch của Nam Đảo Ngọc. Từ vị trí trung tâm của những dãy Shop House Center có thể tiếp cận dễ dàng 60 tiện ích tại thị trấn Địa Trung Hải, nơi mà chúng ta đón các cái thương hiệu F&B nổi tiếng được đưa vào khai thác vận hành như Rù Nam, Legend Beer, nhà hàng Nhật hay là GLA. Ngoài ra thì bên cạnh Shop House Center, với sau này thì chắc chắn sẽ có những cái khu khách sạn 2, 3, thậm chí là 4 sao tại đây mọc lên. Bên cạnh đó là những chuỗi dịch vụ đa dạng. Chỉ vài phút thì anh chị dễ dàng kết nối từ The Center này. Chúng ta sẽ có thể đi qua các công trình biểu tượng của Sun Group. Ví dụ như trên màn hình chúng ta đang nhìn thấy là lâu đài Địa Trung Hải do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế. Đây là tòa lâu đài với sức chứa khoảng 1.000 người cho một cái trung tâm hội nghị ở phía trong. Ngoài ra thì đây cũng là một trong những cái văn phòng bán hàng của tập đoàn Sun Group, một trong những chủ đầu tư sẵn sàng chi hàng nghìn tỷ để xây một những cái công trình phục vụ cho những khách hàng VIP nhất của Sun Group. Những khách hàng mà sẵn sàng bỏ ra một vài triệu đô để chúng ta có thể đầu tư vào một sản phẩm của Sun Group. Và từ Shop House Center thì cũng dễ dàng kết nối ra các cái tiện ích khác, như chúng ta có là những cái trục đường bậc thang tiểu cảnh tại thị trấn Địa Trung Hải. Chạy đi dọc theo các cái bậc thang tiểu cảnh này thì chúng ta dễ dàng kết nối xuống Cầu Hôn, xuống sâu Vortex, ra Tàn Tích Pompeii, Khải Hoàn Môn Pháp và tổ hợp Central Village tại Nam Đảo Ngọc và tại thị trấn Địa Trung Hải. Từ giờ Center thì các cái công trình điểm nhấn cũng đang được chủ tư gấp rút hoàn thiện. Tại đây thì Shop House Center anh chị có thể kinh doanh đa dạng các loại ngành nghề hàng
với kiến trúc Taormina độc bản, hiện đại nhưng mà vẫn thể hiện cái đậm chất Địa Trung Hải ở trong lối kiến trúc. Và đặc biệt hơn nữa thì với Schaffhauser Center nằm trong quỹ đất hiếm hoi với quyền sở hữu lâu dài tại Phú Quốc. Điều đó thì bảo chứng cho cái việc sinh lời dài hạn. Với chính sách hỗ trợ vay vốn lên đến 70% giá bán của Schaffhauser Center và lãi suất 0% từ 24 cho đến 30 tháng, ân hạn nợ gốc 40 tháng, thì anh chị có thể bỏ ra 30% là chúng ta đã có thể đầu tư vào một căn Schaffhauser Center. Tại đây thì chúng ta sẽ được kinh doanh 24/7, đồng hành với các nhà đầu tư nhỏ lẻ như anh chị, thì chúng ta có một tập đoàn với hệ sinh thái cực khủng tại Nam đảo, đó là tập đoàn Sun Group. Và Sun Group sẵn sàng kinh doanh đồng hành cùng với anh chị với những chính sách hỗ trợ cho thuê và chính sách hỗ trợ hoàn thiện. Thì hiện tại chủ đầu tư đang nỗ lực để đưa vào khai thác những công trình trọng điểm như cầu Hôn, như sâu Vortex. Thì Schaffhauser Center chính là một trong những sản phẩm bất động sản đáng đầu tư bậc nhất tại thị trấn Địa Trung Hải. Ngoài ra thì chúng ta thấy căn hộ The Sea của chủ đầu tư Sun Group đang mở bán, sẽ có anh chị khi đầu mua tại đây thì chúng ta sẽ có căn nhà second home được thưởng thức hoàng hôn pha giữa màu sắc tím và màu vàng lấp lánh trên mặt biển đại dương ngay tại ban công của căn hộ The Sea. Hay là chúng ta có thể mở ra một cái tiềm năng đầu tư kinh doanh nghỉ dưỡng trở thành điểm đến hấp dẫn, lan tỏa với sự thịnh vượng và kiến tạo giá trị đẳng cấp cho chủ sở hữu tại căn hộ The Sea hay là Schaffhauser Center. Đó là những cái điều đặc biệt tại thị trấn Địa Trung Hải, vừa tốt cho thể lực vừa mang lại những phút giây thư giãn cho tâm hồn. Thì chúng ta có những một họa phẩm về biểu tượng vươn cao cùng thành phố Phú Quốc với những tòa căn hộ Hillside và phân khu Schaffhauser Center. Thì dự án Sun Grand City Hillside Residence chính là một trong những dự án đáng đầu tư bậc nhất trong giai đoạn cuối năm 2021 này. Cảm ơn anh chị đã đồng hành với em trong suốt thời gian qua, và đây là một sản phẩm thực sự đẹp và đủ đẳng cấp, đủ giá trị, đủ tiềm năng kinh doanh để anh chị có thể xuống tiền đầu tư để sở hữu cho mình một căn nhà có thể ngắm hoàng hôn bên ô cửa sổ sau những giờ làm việc căng thẳng, giúp anh chị có thể cân bằng tinh thần, trí lực. Điều đó là rất đáng quý. Thiết kế kiến trúc của Địa Trung Hải cũng mang chúng ta tới những cái nét hoa văn, những cái tông màu ấm xen vào không gian của sắc xanh của cây, màu rực rỡ của hoa hay những bức tường giả cổ Địa Trung Hải, đã đem đến một cái nguồn cảm hứng sáng tạo cũng như là một sự kỳ vọng cho một miền đất của sự thịnh vượng với những công trình điểm nhấn, với hoạt động 24/7 kinh doanh sầm uất suốt ngày đêm. Và đặc biệt hơn thì tại thị trấn Địa Trung Hải của chúng ta sẽ là một thành phố, một thị trấn văn minh nhất, với nói không với mùi khói xe cơ giới. Chúng ta có những không gian dạo bộ, không gian bộ hành, không gian đọc sách, không gian thưởng thức nghệ thuật, không gian thư giãn và không gian để vui chơi giải trí mua sắm tất bật 24 giờ một ngày. Hiện tại thì Sun Group đang mở bán những căn cuối cùng tại Schaffhauser Center, và cũng là cơ hội cuối cùng để chúng ta kết thúc năm 2021 với một bất động sản có pháp lý sở hữu lâu dài và tại Phú Quốc, một trong những cái điểm đến tuyệt vời nhất Việt Nam. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về một sản phẩm Sun Group tại Nam đảo, về Schaffhauser Center, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại anh chị ở trong các video khác về thị trấn Địa Trung Hải. Xin chào và hẹn gặp lại.